Xin chào các bạn. Hôm nay shop sẽ hướng dẫn các bạn dán kính cường lực nano thủy tinh full màn hình Galaxy S22 Plus. Miếng dán cường lực mang công nghệ mới nhất năm 2022. Đầu tiên chúng ta sẽ vệ sinh sạch màn hình S22 Plus bằng đồ chuyên dụng từ bên shop. Các bạn yên tâm là khi mua bên shop sẽ đầy đủ đồ dùng chuyên dụng này để các bạn sử dụng. Sau khi vệ sinh màn hình xong, chúng ta bóc lớp bảo vệ thứ nhất dưới miếng dán cường lực nano thủy tinh Galaxy S22 Plus ra. Ướm sao cho vừa khít nhất với màn hình Galaxy S22 Plus nhất có thể. Lấy miếng bìa cứng đẩy gạt cho đều keo nhất có thể. Miết đẩy theo hướng từ trong ra ngoài. Cuối cùng ta chỉ việc bóc nốt miếng bảo vệ thứ hai ra là xong. Giờ là lúc chúng ta cùng chiêm ngưỡng thành quả. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa, xin đừng ngại ngần mà hãy like hay share video của chúng tôi. Để mua được sản phẩm, các bạn vui lòng liên hệ đến số hotline và đường link hiển thị trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của chúng tôi. Thân ái chào tạm biệt.